Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay clip phù hợp em mô hình Chigu. Cái tên nó nằm đây nè. Đây. Thì em này cũng ngồi về mô hình sexy đấy. Ngồi trong một cái ly nha. Cái hộp này cao cũng khoảng 3 tấc nha các bạn, 30cm thôi. Bề ngang là khoảng 22. Rồi giờ mình khui ra cho mọi người cùng xem những bên trong như thế nào nha. Đây là bên trong nha. Chúng ta có thể thấy là phần của em nó là những cái bộ đồ hai mảnh như thế này thôi. Cái đế hình ngôi sao. Và phía sau cũng có nhiều phụ kiện liên quan đến con mèo nha. Tổng cộng là 4 con mèo ha. Lát mình sẽ gỡ nha. Rồi, giờ đầu tiên là cắt cái hộp nha. Ta có phụ kiện là một cái ly nè, một cái ly như thế này ha, cái đế nè, ghim vô. Tới là mô hình, và hãy luôn rồi nè. Thôi bây giờ cái đó để sau đi nha, mình cứ soi ở đây trước đi nào. Cái nào hay hay mình để lại phía sau. Đây che lại cho em nó cái. Bỏ em nó vô đây luôn. Phụ kiện nha. Một món. Khá là nhiều phụ kiện. Hai món. Có cả một cái mặt nữa nè. Còn cái mặt này nhìn dâm quá. Mặt này là mặt đang phế. Cái này chưa biết là cái gì nha. Hai cái luôn. Mô hình nó băng khá là kỹ nha. Đây, tùm lum hết.
nói sao nha. Mình nói sao cho em à, mình nói lộn luôn. Sao là có một cái cuốn này ha. Mình phải ra luôn. Ồ, nó chỉ đơn giản là hai tấm hình như thế này thôi. Không có gì đặc biệt. Giờ chúng ta soi cái phần chi tiết phụ kiện của em nó nha. Đây nè, tùm lum hết luôn. Mình nhìn thấy gói quá. Cái mặt nè, 1 mèo, 2 mèo, 3 mèo, 4 con mèo. Theo con này nữa, 5 con. Chỉ là phụ kiện trang trí ở bên dưới cái ngôi đế ngôi sao này thôi, chứ cũng chả có gì đặc biệt. Mấy cái này cũng gì nữa mà. Cả cái áo này chắc cũng là bỏ lại ở dưới đế. Con mèo lộ ngoài con mèo này chắc là để đây. Bỏ vô dưới cái đi. Như thế này. Chả biết. Rồi, giờ chúng ta soi cái nhân vật chính nha. Nhân vật chính của chúng ta ha. Một bé mèo rất là đẹp. Khuôn mặt nhìn rất là đẹp, gỡ cái đầu ra được. Ôi, gỡ luôn cái mình ra. Ồ, cái áo gỡ ra luôn nha các bạn. Cái đầu gỡ ra, gỡ cái đầu ra nè. Gỡ áo ra nè. Lôi vô. Đẹp quá các bạn ơi. Quá đẹp. Này. Cái bộ ngực này rất là đẹp ha. Những cái mô hình trước cái ngực to quá nhìn nó mất cân đối, nhưng mà em này cái ngực rất là to tròn và đều luôn ha, không có quá khổ. Nói chung rất là đẹp. Rất là đẹp. Ở cái phần khuôn mặt thì để mình coi đổi như thế nào nha. Chắc là phải gỡ cái tóc ra. Đây nè. Đúng luôn, gỡ cái phần tóc ra. Đổi khuôn mặt vô ha. Khuôn mặt. Này, hai cái mặt. Tùy theo sở thích mà các bạn để khuôn mặt khác vô ha. Khi mà trần truồng thì chắc là phải xài khuôn mặt này rồi nè. Để mình thử luôn. Mình thích khuôn mặt kia hơn. Nhấn vô gì là xong. Về phần cái thân thì ở đây chúng ta có thấy là cái phần lót nó gỡ ra được nè. Nó có nút gài, nhưng mà cái nút gài này rất là yếu nha các bạn. Và cũng rất là khó gài nữa. Giờ mình lột phân nó ra luôn. Đây, lột ra luôn. Ở đây có cái này bộ đồ cũ hay nó mặt nạ ha. Ở đây có
bề mặt thì sao đâu, mình cũng không biết luôn. Cái này chắc là nhét đây nè, kiểu như áo bị lột bỏ đó mà. Này một cái áo dự phòng đưa vô đây ha. Này nhìn cho bác nào hết hở như kiểu này đó, có dính lại cái áo. Quay một phần quan trọng này rất là đẹp, tuyệt vời chưa. Soi nè, soi nè. Đây đây cho các bạn soi cho kỹ luôn. Quên gắn cái đầu vô cho nó đẹp cái. Đây. Nhìn nha. Nhìn từ hướng này là quá đẹp. Đây nè. Tôi đang gờ gì không biết nè, biến thái quá. Chúng ta để lên cái ly. Mấy cái phụ kiện mình để bên đi ha, nhiều quá lười để quá. Đặt em nó vô ly nè. Rồi mời các anh sơn như thế này. Chân vô tủ là hết ý luôn ha. Mình định sẽ chân em này vô tủ rượu luôn, rất là hợp. Hạ thấp cái cam xuống đây xem. Nếu vậy thì nhìn từ trên xuống sẽ đẹp hơn ha. Đây nhìn từ trên xuống thấy như thế này. Nói chung bạn nào thích những cái em mô hình sexy thì em mô hình này rất là hợp lý nha, không thể bỏ qua được luôn ha. Rồi bây giờ lỡ đang cho em nó sexy rồi cho nên là mình sẽ quay cái cận cảnh sexy cho anh em cùng xem trước nha. Rồi mấy con mèo này thì chúng ta bỏ nó vô xung quanh như thế này nè. Đây mình để nha. Rồi đây là cái ly vô giữa đúng không? Con mèo này ôm vô cái ly nè. Con này thì bò lại đây. Mẹ nó không lớn gì. Khó đứng quá. Con mèo này để đây này, bỏ vô trong người em nó. Con này thì cũng dắt lại trên cái thành ly này như vậy. Chỉ có con này bỏ lại ở đây ngay góc. Ở con này là sẽ đi vòng vòng nè mà sao nó đứng không được, đứng không được. Mình coi trên hình nó cũng đứng vòng vòng này mà sao nó đứng không được, đâu có chỗ ghim đâu, đâu không có chỗ ghim em. Vì cái này muốn đứng chắc cho chấm miếng keo thôi chứ đứng không được nha các bạn. Còn hai cái cây này là để cho em nó cầm nha, kiểu gì nè, cầm để ăn kem nè. Dạo này đi phơi nắng nhiều quá giờ thấy cái tay đen thui. Mà mình làm mô hình mình làm cho vui thôi để sưu tầm cho nên là không có cần phải làm kỹ quá, kiểu như không có cần phải đeo bao tay hay gì đó, mình thấy nó khó chịu quá. Này cầm đi kem ăn nha các bạn, này mà cầm trái chuối ăn mới hợp lý chứ cầm đi kem ăn xi nhê gì đâu. Rất là đẹp ha. Cái này dùng để che cái vết ghép ở ngay chỗ cái khớp nối của nó, ngay chỗ ngực đó. Thì để cái áo vô sẽ hợp lý hơn nha các bạn. Ok nha. Rồi, giờ mình quay đường thẳng được.
cẩn thận chút xíu nha. Đưa cái áo này vô lại nè. Mình lộn. Phải mặc từ trên đây xuống nha. Thì chứ lột thì nhanh lắm mà mặc vô lâu quá. Như thế này ha. Rồi, mình mới gắn vô trong đây. Như thế này. Là xong phần áo. Đưa cái đầu vô. Còn cái phần quần á, sau khi mặc đồ vô cho em nó xong ha, mình quay gần cảnh luôn. Đây vẫn là như vậy thôi, cho em nằm hơi nghiêng xuống chút xíu đây nha các bạn. Em mô hình này rất là đẹp á, tại hiện tại anh cho mình thấy hơi bị thiếu ánh sáng á, do là giờ này trời cũng tối rồi mà trong nhà thì lại không đủ sáng cho lắm, chứ nếu mà quay ban ngày sẽ rất là đẹp ha. Cho nên là mình sẽ để cái mô hình này ở đây và sáng ngày mai mình sẽ quay lại một lần nữa cho các bạn xem, thì khi đó có đủ ánh sáng á, thì sẽ mô hình sẽ đẹp hơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha, ngày mai mình sẽ quay một cái video toàn cảnh em nó lại một lần nữa.